Sorry, we get all the traffic and then we take it over. Well, first of all, a big thank you. I'm very happy to be here. Trong cái chương trình cho anh ấy là tôi không được trang bị một cái công cụ hỗ trợ nào cả. Đơn giản nhất là cái máy tính nhẩm cũng có luôn. Vì vậy cho nên tất cả mọi cái đều phải tư duy và phải vận dụng mọi cái kiến thức, mọi cái trí nhớ là sẵn có. Cho nên là làm việc nhiều quá nó đã nóng lên không được. Phải áp không? Ta xét về mặt y lý và về mặt cơ chế vận động của cơ thể thì ngáp là một biểu hiện giảm nhiệt cho não. Cho em hỏi chị Linh một câu là chị thấy trong các sức năng thì ai là người charming nhất ạ? Câu hỏi này khó hả? Bởi vì chồng Linh đang ở đây. Điều gì làm cho hai anh ấn tượng nhất tại chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ Shark Tank Việt Nam ạ? Xin mời. Có lẽ cái điều mà ấn tượng nhất của tôi ở Shark Tank ấy là thực sự lần đầu tiên trong đời tôi được trang điểm. Ngay cả lần khi mà tôi lấy vợ tôi quyết tâm là không trang điểm. Nhưng vào Shark Tank thì tôi không có sự lựa chọn. Nên là tôi đã được trang điểm, đó là một cái trong đời. Có lẽ là cảm giác rất đặc biệt. Nhưng có lẽ lần sau lại quen, có khi lại đẹp được. Mình bình thường cũng làm việc rất là hăng say. Nhưng mà thấy các bạn ở trong trường quay ấy, rất vất vả để có một tập phim hay trên truyền hình thì cả một ekip rất là lớn. Ví dụ cái phần mà trailer 5 giây mình thấy có mấy chục bạn phải dành rất nhiều thời gian setup để quay các thứ thì mình thấy cái công việc vào từ trước tới nay mình chưa trải nghiệm cái đấy. Và sau cái đấy thì mình cảm nhận được là tất cả mọi thứ đều phải có giá của nó. Và để có những cái cho cộng đồng, những bài học cho cộng đồng, những cái truyền cảm, tất cả những cái thì mình thấy rằng là đội ngũ sản xuất làm việc cực rất cực lực. Và đấy là điều mà mình cảm thấy là mình cũng chưa là gì, mình sẽ làm việc cố hơn. Quý vị ơi, quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho các shark của chúng ta vì mùa 1 và mùa 2 của Thương Vụ Bạc Tỷ Shark Tank Việt Nam nhờ có các shark mà đã thành công tốt đẹp đúng không ạ?